Chắc chắn các bạn vẫn chưa quên những sự cố hì hữu hài hước trên sân cỏ mà chúng tôi đề cập trong video trước. Và sau đây, cùng tiếp tục cười no bụng với những sự cố khó tin nhưng có thật ấy. Mãi rơi bóng đến tụt cả quần. Một tình huống hài hước đã diễn ra trong trận đấu giữa Chesterfield và Cheltenham ở giải League 2 của Anh. Khi trận đấu chỉ còn 10 phút nữa là kết thúc, Chesterfield đã bất ngờ được hưởng một quả đá phạt trực tiếp trước khung thành Cheltenham. Lúc này tiền vệ Gary Roberts đứng trước quả bóng chuẩn bị thực hiện cú sút của mình. Tuy nhiên Russell Penn liên tục gây khó dễ cho anh khi mà phàn nàn đủ chuyện với trọng tài. Có lẽ do quá bực mình trước hành động của đối thủ, Gary Roberts đã liền lẳng lặng cúi xuống đặt bóng rồi tiện tay tuột quần của Penn ngay trước mặt trọng tài. Russell Penn sau đó vẫn giữ nguyên hiện trường để phàn nàn với trọng tài. Tuy nhiên thay vì rút ra chiếc thẻ đỏ cảnh cáo Gary Roberts thì vị vua áo đen lại chỉ yêu cầu Russell Penn kéo quần lên để tiếp tục thi đấu. Đội tuyển Bosnia Herzegovina có trận hòa 1-1 với Hy Lạp trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu. Tuy nhiên kết quả không phải điều đáng chú ý nhất của trận đấu. Thay vào đó là tình huống tiền đạo Edin Dzeko của Bosnia Herzegovina bị đuổi khỏi sân. Điều đặc biệt là tiền đạo của AS Roma khi ấy phải nhận thẻ đỏ sau tình huống tuột quần cầu thủ đối phương. Cụ thể phút 76, Edin Dzeko trước đó đã nhận một thẻ vàng ngã xuống đất bởi pha đeo bám quyết liệt từ phía Kyriakos Papadopoulos. Hy Lạp đang bị dẫn trước nên Papadopoulos muốn nhanh chóng đưa bóng vào cuộc dẫn đến tranh chấp với Dzeko. Tiền đạo đang chơi cho AS Roma khi ấy phản ứng bằng cách ôm chặt chân đối thủ. Trước khi trọng tài và các cầu thủ khác can thiệp, anh thậm chí đã tuột quần Papadopoulos xuống, khiến trung vệ này lộ toàn bộ quần lót. Tình huống này khơi mào cho một màn xô xát giữa cầu thủ hai đội. Papadopoulos tham gia và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Dzeko, đội trưởng tuyển Bosnia Herzegovina, nhận thẻ vàng thứ hai và rời sân với máu chảy ra từ một vết cắt gần tai. Bị đối thủ tuột quần đã đành, còn anh chàng này thì mãi mê rê bóng đến tuột quần cũng không biết luôn. Không những thế, bất chấp điều đó, anh vẫn tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra. Trọng tài kiến tạo và ghi bàn. Trong một trận đấu ở giải hạng tư Hà Lan giữa Hakkasmayspor và Hoet, sau khi cầu thủ đội khách Rick Impens dứt điểm trúng cột, bóng bật vào chân trọng tài rồi văng qua vạch vôi khung thành, trọng tài Paul Hughes đã quyết định công nhận bàn thắng trước sự bất ngờ của các cầu thủ Hakkasmayspor. Theo ông, sự cố chỉ là ngẫu nhiên và không đi ngược lại luật bóng đá, dù chân của trọng tài này dường như đã vung ra như một cú sút khi bóng bật đến. Rất nhiều cầu thủ Hakkasmayspor đã tỏ ra không vui và phản ứng sau pha ghi bàn này của trọng tài. May mắn cho Hakkasmayspor, bàn thua từ cái chân của trọng tài không mang tính quyết định kết quả. Họ kết thúc cuộc tranh tài với chiến thắng 4-2. Tình huống này diễn ra ở phút 80 trong một trận đấu tại giải hạng nhì của Đức giữa chủ nhà Union Berlin và Greuther Fürth. Sau khi một cầu thủ Union phá lên, bóng đập trúng nữ trọng tài Bibiana Stenholz rồi văng vào vòng cấm. Ngay sau đó, Dusun của Greuther tận dụng cơ hội dứt điểm gỡ hòa 1-1. Trước đó, Union dẫn 1-0 nhờ phá làm bàn của Lesner ở phút 65. Việc bị gỡ hòa khiến một số cầu thủ Union không khỏi bất bình. Trong khi đó, trọng tài Stenholz chỉ biết nhún vai tỏ vẻ thông cảm chứ không thể thay đổi kết quả. Theo quy định của FIFA, bóng đập vào người trọng tài là một tình huống hợp lệ. Sự cố hy hữu với khung thành. Phút 85 giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Dortmund trên sân vận động Mỹ Đình. Đội bóng nước Đức bị thổi phạt đền. Thủ thành Marcelo Ke đã có hành động nhảy lên và tác động vào khung gỗ, khiến cho khớp nối giữa sàn ngang và cột dọc bị trật. Cầu thủ người Đức sau đó nhận ra tình hình và cố gắng để chỉnh lại khung thành, nhưng Malotka loay hoay một lúc và không thành công. Những nỗ lực của người gác đền sinh năm 2001 bên phía Dortmund càng khiến khớp nối sàn ngang và cột dọc đi xa hơn. Chứng kiến sự cố này, bà Julia Fre, nữ huấn luyện viên học viện bóng đá Dortmund, huấn luyện viên Park Hang-seo, các trợ lý cùng các cầu thủ trên sân phải bật cười. Trước đó, nữ huấn luyện viên Dortmund đã khảo sát chất lượng sân Mỹ Đình và khá hài lòng. Chia sẻ trong buổi họp báo sau trận, huấn luyện viên Edin Terzic của Dortmund khẳng định đã từng chứng kiến sự cố khung thành bị hỏng trong một trận đấu Champions League tại Madrid. Khi đó, các nhân viên sân phải mất 7 phút để giải quyết. Thuyền trưởng Dortmund khẳng định sự cố này khá điên rồ nhưng mà cũng thú vị. Sau đó, trận đấu chỉ có 1 phút bù giờ nhưng huấn luyện viên Terzic không có vấn đề gì cả. Trận Everton gặp Newcastle ở ngoại hạng Anh hồi tháng 3 năm 2022 đã chứng kiến sự cố gây sốc khi một cổ động viên buộc cổ của mình vào cột chọc khung thành và bị người hâm mộ đội chủ nhà tấn công. Theo đó, người đàn ông buộc cổ vào khung thành trên sân Goodison Park của Everton bằng dây cáp khi mà trận đấu đang diễn ra và phải sử dụng kìm lớn mới cắt được dây. Vụ việc còn trở nên kỳ lạ hơn khi một cổ động viên khác từ khán đài chạy xuống sân và cố gắng tấn công người đàn ông buộc cổ nói trên. Người buộc cổ vào khung thành tóc dài, mặc một chiếc áo phông màu đỏ có in dòng chữ Just Stop Oil và chạy vào sân ở phút 51 của trận đấu giữa Everton với Newcastle
ở vòng 29 ngoại hạng Anh hồi tháng 3 năm 2022. Sự cố này buộc trọng tài chính Carey Paulson phải tạm dừng trận đấu để mà lực lượng quản lý sân, cảnh sát vào để đưa các cổ động viên ra khỏi sân. Tuy nhiên trận đấu phải gián đoạn một thời gian để chờ sử dụng kim cắt đặc biệt. Chứng kiến sự việc, các cổ động viên của Everton đã lên tiếng giận dữ và hai người thậm chí còn cố gắng chạy tới tấn công người đàn ông gây gián đoạn với hành động trên, khiến trận đấu trì hoãn khoảng 8 phút. Các lực lượng bảo vệ sân sau đó đã đưa các cổ động viên khỏi sân để trận đấu tiếp tục. Chúng ta vừa cùng nhau xem qua những sự cố hy hữu trên sân cỏ Túc Cầu. Đừng quên nhấn like nếu thấy video thú vị. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video mới.